các bác cựu chiến binh, chào các bác. Ngày hôm nay bác ở sư đoàn nào? Mình sư đoàn. Cháu nói chuyện bác một chút được không? Bởi vì cháu đang làm một cái chương trình live stream trực tiếp trên kênh Án Bạc TV. Dạ. Để cháu bật cái mic. Đây rồi. Cháu xin phép là cháu phỏng vấn bác một chút. Bác là ở đơn vị nào ạ? Báo cáo tôi tên đầy đủ là Đỗ Xuân Tú. Dạ. Tiểu đội trưởng của C10, D9, E18, F325, mặt trận Bị Xuyên, dạ, trực thuộc quân khu 2. Dạ. Tôi nằm ở mặt trận Bị Xuyên từ năm 1988, từ 324 chuyển sang 325. Dạ. Giờ chúng tôi là những người lính Bị Xuyên, dạ, đã chiến đấu, sống, bám đá, chết hóa đá, hóa thành bất tử. Đó là lời thề của người lính Bị Xuyên. Tôi đã có một đồng chí tiểu đội trưởng, đồng chí Tạ Quang Chiến, đã hy sinh ngày 22 tháng 4 năm 1988. Đó là đồng đội của tôi. Tôi đã trở về và thắp cho đồng chí nén nhang tại Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang. Nhưng còn nhiều đồng đội chúng tôi chưa tìm thấy. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền, đảng, nhà nước sẽ quy tập anh em trở về đây để chúng tôi được hội tụ, gặp mặt, âm dương có nhau. Máu thì đỏ mà nước mắt thì mặn. Và nghe bác tâm sự thì dường như là bác đang rưng rưng trong nước mắt, nhớ đến những người đồng đội của mình năm xưa. Chúng cháu là thế hệ trẻ cũng không biết nói gì hơn là ngày hôm nay là ngày giỗ của mặt trận Vị Xuyên và chúng cháu lên đây thắp hương để tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng liệt sĩ và được trò chuyện với bác là một người cựu chiến binh ở đây. Thì bác có một lời khuyên nào cho thế hệ trẻ như chúng cháu không ạ? Vâng, để kế tiếp các thế hệ cha anh, chúng tôi là những người đi trước và những người chiến đấu trực tiếp cầm súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mong thế hệ trẻ hãy gìn giữ đây. Chứ không phải là dễ thường có ngày hôm nay đâu. Dạ. Nên là các đồng chí, các cháu thế hệ trẻ là phải giữ đấy tổ quốc. Dạ. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều và con chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ. Mọi người có thể nhìn thấy khung cảnh của Vị Xuyên, nghĩa trang Vị Xuyên, một màu trắng tinh khiết. Một màu trắng tinh khiết chìm trong một không gian của núi đồi nơi đây. Rất là nhiều cảm xúc trong ngày hôm nay. Mặc dù thì Én Bạc đã đến với Vị Xuyên rất nhiều và mỗi lần đến với Hà Giang thì Én đều vào trong nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên để làm các cái chương trình. Và thực sự là dòng tên anh khắc vào đá núi, mây mờ che bóng cây tre và chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Và ngày hôm nay được hòa bình như thế này thì thế hệ trẻ của Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, không bao giờ được phép quên đi. Không bao giờ được phép quên ơn và quên đi lịch sử. Qua dòng tâm sự của một bác cựu chiến binh, đầy cảm xúc, anh Thái ngày hôm nay cũng đi cùng tôi. Và anh Thái có cảm xúc gì khi mà anh Thái đứng ở trên mảnh đất Vị Xuyên? Phải nói rằng đây là lò vôi thế kỷ mà 40 năm trước đã xảy ra cuộc chiến ở đây. Mồ hôi để hòa vào nước mắt, mẹ hòa vào nước mắt của bác cựu chiến binh. Có lẽ không nói gì được nhiều, mà chúng ta hãy quay những hình ảnh này để nói lên tất cả. Chứ cảm xúc bây giờ thì khó nói. Nước mắt của những người cựu chiến binh hòa vào nước mắt của những người trẻ như chúng ta làm cho chúng ta thấy càng phải có trách nhiệm hơn nữa với đất nước, với quê hương, với xương máu mà cha ông ta đã đổ xuống trong suốt bao nhiêu cuộc kháng chiến, trong đó có chiến tranh bảo vệ phía Bắc và chúng ta đang có mặt ở trong nghĩa trang Vị Xuyên những ngày linh thiêng như thế này, khói hương nghi ngút, quả thực là khó nói. Cảm ơn và chúng tôi cố gắng ghi lại được nhiều hình ảnh nhất trong ngày hôm nay để gửi tới quý vị khán giả của kênh Én Bạc TV. Cảm ơn em. Vâng, cảm ơn anh nha. Anh Thái, anh Thái cũng không thể kìm được những giọt nước mắt từ đáy lòng của mình, là những thế hệ trẻ, là người con dân đất Việt, chúng ta cùng nhau chung tay để bảo vệ quê hương đất nước. Dưới những ngôi mộ này là những linh hồn bất tử. Dưới những ngôi mộ này là những linh hồn bất tử của bác Nguyễn Văn Thắng, của bác Bùi Văn Đầy, của bác Phạm Văn Hải, của bác La Văn Khánh, của bác Lê Hồng Phong, của bác Nguyễn Hữu Giang và rất rất nhiều các bác khác nằm ở nghĩa trang này. Thế hệ trẻ như Én Bạc thực sự mỗi một lần đến những nơi như thế này
những nơi linh thiêng như thế này, không thể cầm nổi được cảm xúc và nước mắt của mình. Bởi lẽ ngày hôm nay khi mà đất nước đã hòa bình mấy chục năm rồi, quá nửa thế kỷ đã qua đi rồi, đất nước của chúng ta đã hòa bình và đã phát triển, đang trên đà phát triển rất tốt như thế. Nên là tôi mong rằng, hy vọng rằng tất cả người dân Việt Nam của chúng ta luôn luôn hướng về cội nguồn, nhớ về cội nguồn, đặc biệt đó là không bao giờ được phép quên đi lịch sử, quên đi lịch sử, và luôn luôn nhớ rằng cuộc chiến rất khốc liệt tại Vị Xuyên năm xưa. Và mọi người có thể nhìn thấy bạt ngàn những ngôi mộ màu trắng tinh khiết chìm trong không gian của núi đồi, của một màu xanh của núi đồi, một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Một cái ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Sắc Màu cũng rất hay, cũng viết về những người lính. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều các cái phóng viên, các đài truyền hình đến nghĩa trang Vị Xuyên để làm các cái chương trình. Những hình ảnh rất xúc động, những giọt nước mắt của ngày hôm nay, máu thì đỏ mà nước mắt thì mặn. Đó là sự hạnh phúc rất xúc động. Xin mời các đồng chí rất nhiều đứng theo hàng các bạn không cầm đến từ lần lượt lên đài tưởng niệm thắp hương cho các đồng đội tiếp tục ở khu vực này. Rất xúc động ạ. Và người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên bao nhiêu năm rời trên đường. Và đây thì tôi có nhìn thấy các cô, mà như là không biết là các cô là người đồng bào dân tộc nào. Chào chào các cô. Cô cho con hỏi là cô là người đồng bào dân tộc nào ạ? Dạ, đây cho con gắn cái mic đây, con phỏng vấn cô một chút. Cô là đến từ đâu ạ? Ở tỉnh Sơn La. Cô từ Sơn La và huyện Yên Châu. Dạ, và trang phục này là trang phục của đồng bào Thái. Người Thái, người Thái đen ạ. Dạ, tuyệt vời quá. Và đây là lần đầu tiên cô đến với nghĩa trang Vị Xuyên hay là đến nhiều rồi ạ? Vừa lần đầu tiên. Dạ. Cảm xúc của cô thế nào ạ? Rất là buồn và thương các anh hùng liệt sĩ. Rất là thương. Dạ. Đấy. Thế là cô đi cùng đoàn cựu chiến binh à? Hay là đi cùng đoàn. Đi cùng đoàn của xã mình ạ. Đi cùng đoàn, cùng xã, cùng huyện, tỉnh, cả tỉnh, cả xã, tỉnh. Huyện. Thế thì các cô đây cũng là người đồng bào dân tộc Thái ạ? Anh em mình hết. Dạ, và con cảm ơn cô và chúc cô và cả đoàn nhà mình luôn luôn nhiều sức khỏe. Dạ, và đấy, trong phục của đồng bào của chúng ta rất là đẹp luôn ạ. Dạ, hẳn bắt tay cô tí. Con trước đây thì con cũng hay lên trên Tây Bắc á, và cũng giao lưu với cả đồng bào dân tộc Thái rất là nhiều. Dạ, cháu chào bác. Dạ, cháu ở Hà Nội ạ. Dạ, thế là bác là cũng ở, cho con nói chuyện bác trước được rồi. Bác cũng là ở Lào Cai, ở Sơn La. Vâng, dạ. Ở Sơn La trước thì 79 thì tôi đi bộ đội ở đây. Dạ. Mặt trận Vị Xuyên Hà Giang. Dạ. Ở đây. Dạ. Thế bây giờ tôi là 45 năm rồi tôi... nhớ đồng đội, tôi đến thăm đồng đội ở đây. Dạ. Đi cùng đoàn tỉnh, đoàn toàn tỉnh. Thế là ngày xưa là bác là Hoàng Văn Trở. Vâng. Dạ, mặt trận Vị Xuyên, đồng chí Hoàng Văn Trở, cựu chiến binh. Vâng. Ngày xưa là bác thuộc ở đơn vị nào? Tôi là ở 728. 728. Đoàn 728. Dạ. 314. Dạ. Của mặt trận Vị Xuyên Hà Giang. Là... tôi là ở trung đoàn bộ. Dạ. Thế là bác năm đó là bác ở đây là năm 79 ạ. Năm 79. Dạ. Đến 85. Đến 85. Đến 85 tôi mới được, tôi mới về. Dạ. Và thế bây giờ tôi nhớ đồng đội quá. Dạ, năm 84 là khốc liệt nhất đấy ạ. Và khốc liệt nhất. Dạ. Nhưng mà tôi là số mai tôi. Dạ. Thế là bác là thuộc đồng bào dân tộc gì? Tôi là dân tộc Thái, dân tộc Thái đen. Dân tộc Thái đen. Dạ, Sơn La. Vâng. Ngày hôm nay bác trở về Vị Xuyên
mà đúng vào ngày giỗ của mặt trận Vị Xuyên thì cảm xúc của bác thế nào? À, tôi xúc động quá. Dạ. Thấy đồng đội đang nằm ở đây thì tôi xúc động quá thế thôi. Dạ, và con cảm ơn bác rất là nhiều và chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Và chúc anh cũng luôn luôn mạnh khỏe nhé. Dạ. Quan tâm đến mặt trận Vị Xuyên này. Dạ vâng, dạ vâng. Rất là tuyệt vời. Mọi người có thể thấy không ạ? À, đây chính là sự đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc của chúng ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đúng không ạ? Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công là đại thành công, đúng không ạ? Trẻ và không biết là các bạn đến từ đâu cũng đến đây để viếng và thắp hương các anh hùng liệt sĩ. Các bạn đang chuẩn bị làm lễ. Cho anh hỏi một chút, em là đến từ đâu? Cho anh xin phép phỏng vấn tí được không? Dạ vâng. Một cái trang phục đẹp quá. Vâng. Là em đến từ đâu? Dạ em đến từ công ty cổ phần đào tạo và phát triển du lịch Hâm Ông Village. Dạ vâng. Công ty đó thì là đang địa chỉ tức là ở đâu, ở tỉnh nào ấy? Địa chỉ công ty em là ở khu Tráng Kìm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tức là ở trong tỉnh của mình. Và hôm nay là đoàn là toàn bộ cán bộ công nhân viên ở công ty là đi. Dạ vâng, hôm nay là cũng để hưởng ứng ngày lễ để tri ân cho anh hùng thương binh liệt sĩ. Thì hôm nay em cùng với ban giám đốc đến đây để thắp hương tri ân. Vâng. Tuyệt vời quá. Thế thì tức là mình cũng là người dân ở đây luôn à? Dạ vâng, em cũng là con của miền đất Hà Giang. Của Hà Giang luôn. Và mình thấy các bạn có một cái design thiết kế một cái trang phục rất là đẹp. Đây có phải là trang phục mà cho của công ty không? Dạ, cái này vừa là trang phục của công ty, vừa là cái trang phục của người Mông. Hơ Mông. Thế là bạn có phải là người đồng bào Hơ Mông không? Em thì dân tộc Tày. Người Tày. Em hiện đang làm ở chỗ khu nghỉ dưỡng. Trong khu nghỉ dưỡng của Villa Resort Villa, đúng không? Vâng. Hơ Mông. Rồi tuyệt vời quá. Hy vọng là Én Bạc sẽ có dịp để mà ghé qua cái resort Hơ Mông này để nghỉ ngơi. Dạ, rồi vâng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ vâng. Chúc bạn và đoàn nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Đời người tôi thường nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mầm từ những loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng muôn thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây như rủi chịu, phải đâu trong lúc cũng đành, phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai này.